Xin chào các bạn, mình là Bảo, tác giả của Web. Hôm nay mình xin phép chia sẻ với các bạn cái cách ứng dụng QR code để mình kiểm tra các cái chi tiết đã được sản xuất hay chưa khi mà mình đóng gói hàng hóa. Mình sử dụng các cái kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, cụ thể là mình sử dụng các cái hàm tìm kiếm ở trong Excel thôi các bạn. Để làm được cái việc đó thì trước tiên các bạn phải chú ý là mình sẽ in tem có QR code mẫu tem số 6. Ở đây thì nó có một số cái trường dữ liệu, nội dung của cái QR code nó chứa những cái trường này. Thì nếu như mà mình tích chọn nhiều quá thì cái QR code nó phức tạp, nhiều hồi mình bị rách hay gì đó thì nó cũng sẽ bị mất chi tiết, cho nên là mình làm đơn giản thôi. Thường là chỉ cần dùng ID tấm là được rồi. Các bạn in tem vật lý để mình dán tem lên các chi tiết sau khi mà mình cắt CNC xong ha. Mình làm ví dụ cho nên mình in PDF thôi. Và các bạn cần có một cái file dữ liệu gốc nữa, đó chính là cái file Excel ha. Thống kê dữ liệu thì các bạn kích vào cái nút thống kê, mình sẽ xuất cái dữ liệu này ra, toàn bộ cái dữ liệu chi tiết tấm này ha, thông tin của tấm, dán cạnh gì, kích thước bao nhiêu và những cái name code này mình xuất ra file Excel ha. Đối với mình thì mình dùng Google Sheet để cho nó dễ chia sẻ file và nó online, dễ kiểm tra chéo với nhau. Đây là cái file Excel do IPF xuất ra. Các bạn thêm cho mình một cái cột B có tên là check, thì các bạn thêm cho mình công thức này ha, công thức tìm kiếm ô dữ liệu thôi. Thì khi mà mình quát chi tiết nào á, thì nếu mà nó có thì nó sẽ thông báo là đã quát rồi, còn nếu chưa có thì nó hiện là N chữ Nga thôi và nó là màu vàng ha. Nó có thì nó sẽ là màu xanh. Các bạn chú ý là tạo thêm một cái sheet có tên là check, thì ở trong cái này mình sẽ có những cái cột mẫu như thế này. Thì cái cột màu xanh này các bạn dùng cái súng quát dữ liệu ha, để nhập dữ liệu vào thì nó sẽ hiển thị ra cho mình là khi mình quát cái chi tiết đó nó sẽ là có những cái code nào, code name 1, code name 2, code name 3 gì đó, và cái tên của cái tấm chi tiết là gì thì nó sẽ hiển thị ra đây. Và sau đó thì nó sẽ check cái dữ liệu này so với cái sheet data, nếu mà có hiển thị thì nó sẽ báo ở chỗ này. Mình sẽ đi nhanh vào cái cách dùng như sau. Mình sẽ đưa con trỏ chuột vào ô QR scan ở chỗ này để bắt đầu nhập liệu. Thì khi mà mình đóng gói hàng hóa, mình cầm cái chi tiết cái tấm lên á, này mình sẽ quát. Rồi thì nó sẽ tự động nó nhập vào đây. Rồi tiếp tục là mình sẽ quát tiếp á. Rồi mình sẽ quát tiếp. Sẽ quát tiếp. Sẽ quát tiếp. Mình giả sử mình quát nhiều chỗ khác đi. Tại vì cái súng này mình chưa có sửa lại phong á, thì nó đang bị lỗi cái phong. Đừng quan tâm. Khi mà mình quát nè, thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi mình quát xong thì ở trong cái chỗ name code 1 á, nó sẽ ra cho các mình là cái trường dữ liệu nhà Mr. Hà và ở vị trí là lầu 2, hoặc là cái đây là cái tủ áo và cái tay của chi tiết này là cánh tầng ha, cánh tầng trên, ví dụ như vậy. Và mình thử quát một số chi tiết khác. Đó, chi tiết số 7 này ha các bạn ha, thì nó là chú bốn luôn, lầu 2 và tủ sách nắp. Mình sẽ quay qua bên cái sheet data này các bạn, mình sẽ tìm cái chi tiết số 7 nè, mình đối chiếu chéo nè ha. Mình nhìn cái chi tiết số 7 bây giờ nó nói với mình là đã quát, như vậy là mình yên tâm là đã có sản xuất rồi, đã quát đã sản xuất rồi thôi. Thì đây là chi tiết số 7 này, đã quát nè, nó là tương ứng với cái nhà chú bốn luôn, lầu 2, tủ sách là nắp. Đây, chú bốn luôn lầu 2, tủ sách là nắp đó. Nếu như các bạn bao gói thì các bạn có thể dựa theo những cái này để các bạn đóng gói đóng kiện ha, và mình sẽ kiểm tra với cái danh sách tổng là mình có những cái chi tiết nào mình đã sản xuất rồi, mình đóng gói rồi, thì cái nào đã quát, hoặc là các bạn có thể sửa cái tên này thay vì đã quát thì đã sản xuất gì đó, tùy theo nhu cầu của các bạn. Cái file này mình làm bằng những hàm đơn giản nhất của Excel thôi, thì mình dùng mấy cái hàm VLOOKUP thôi, VLOOKUP để mình tìm ha, mình tìm dữ liệu ha. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video này.